Hiện nay, miền Bắc đang chịu ảnh hưởng bởi hình thái thời tiết sương mù, mưa phùn, nồm ẩm. Theo ghi nhận từ cơ quan khí tượng, trong ngày 14 tháng 3 năm 2024, khu vực Tây Bắc, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời lạnh. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, riêng vùng núi và khu Đông Bắc có mưa, mưa rào. Tại Hà Nội, tình trạng mưa phùn, nồm ẩm và sương mù đã bước sang ngày thứ hai. Bên cạnh đó, chất lượng không khí tiếp tục suy giảm khi các chất bụi bẩn không thể khuếch tán. Chỉ số AQI tại Hà Nội duy trì ở mức trên 150 đơn vị, mức có hại cho sức khỏe người dân khi hoạt động ngoài trời. Thông tin từ cơ quan khí tượng cho hay, tình trạng mưa phùn, nồm ẩm ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ kéo dài đến khoảng ngày 18 tháng 3. Ngày 19 tháng 3, khu vực này sẽ đón một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình, chấm dứt trạng thái nồm ẩm, trời chuyển rét. Trước hiện tượng nồm ẩm kéo dài, người dân được khuyến cáo hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào để tránh hơi ẩm xâm nhập vào nhà nhiều hơn. Thay vì bật quạt để hong khô nền nhà, người dân nên sử dụng các thiết bị hút ẩm chuyên dụng để tránh trơn trượt. Nồm ẩm cũng dễ khiến vi khuẩn nấm mốc xuất hiện. Người dân nên lau dọn các thiết bị, vật dụng trong nhà bằng khăn khô thường xuyên, đặc biệt với những đồ dùng bằng gỗ. Các thực phẩm tích trữ cần bảo quản cẩn thận, tránh ẩm mốc.